vương quốc thần tiên, Lemuria và sự thăng lên của bạn. Một thông điệp của người ARCTUZIAN9D. Ngày 10 tháng 7 năm 2020. Dẫn kênh, Daniel Scranton. Người dịch, Dương Thị Quỳnh Trân. Xin chào những người bạn thân yêu. Chúng tôi là hội đồng ánh sáng người Arcturian. Chúng tôi xin được kết nối với tất cả các bạn. Chúng tôi đã tính toán thời gian gần đúng để tất cả các bạn đạt được đỉnh cao của sự thức tỉnh, nơi mà bạn nhận biết được sự tự tin cao hơn của mình. Chúng tôi biết rằng những người thức tỉnh như bạn đang đi nhanh hơn nhiều so với những người đang ngủ mê, và thậm chí họ còn không biết sự tồn tại của phiên bản tự tin cao hơn của chính họ. Chúng tôi có thể thấy tất cả các bạn đang tỉnh thức, đi đến nơi mà bạn hoàn toàn trở thành phiên bản tốt nhất của mình trong 2 đến 3 năm tới, và chúng tôi biết rằng bạn đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ để đạt được điều đó trong sự tiến hóa của bạn. Về cơ bản, bạn đang đi đến vương quốc của thần tiên. Họ là những người sống ở mật độ 5D, 6D, và đôi khi những người trong số các bạn ở mật độ 4D cũng có thể nhìn thấy được họ. Họ có trạng thái rung động cao và mời bạn tham gia cùng họ trong sự vui chơi, tự do, vui vẻ của mật độ 5D. Họ hiểu rằng tất cả các bạn đang lùi lại phần lớn trong chiều 4D để giúp cộng đồng của bạn thức tỉnh, và ngay bây giờ, họ cũng nhận thức được thực tế rằng bạn có thể điều chỉnh lên chiều 5D và vui vẻ cùng với họ. Bạn có thể cảm nhận được năng lượng thần tiên và kết nối với sự rung động của tiên giới. Bạn chỉ cần trở lại với tính cách trẻ thơ mà bạn đã từng có, hồn nhiên, vô tư, trong sáng, thuần khiết. Và như chúng tôi đã nói, các thần tiên đang mời bạn tham gia vào trạng thái rung động cao hơn này. Hầu hết các bạn đều có ít nhất một thần tiên hướng dẫn, và nhiều bạn đã hóa thân là tiên nữ trong tiền kiếp. Mối quan hệ giữa nhân loại và thần tiên bắt nguồn từ thời kỳ Lemuria, và đây là lúc để tất cả các bạn nhớ về những thời kỳ tiến hóa tâm linh vĩ đại, niềm vui lớn và hợp tác với thần tiên. Đã đến lúc tất cả các bạn phải nhận ra rằng bạn có những người bạn, những người hướng dẫn tuyệt vời, những sinh mệnh ánh sáng và tình yêu ở đây để giúp đỡ các bạn đi lên cõi 5D, giống như cách bạn sẽ giúp đỡ cộng đồng của bạn. Mỗi ngày, bạn đang trở nên giống thần tiên hơn, và bạn sẽ xuất hiện giống như tiên nữ trong con người của bạn, khi bạn tiếp tục phát triển xoắn ốc đi lên, để hoàn toàn tự tin và thể hiện rung động 5D theo cách tương tự giống như các tiên nữ đang làm ngay bây giờ. Nếu bạn muốn kết nối với họ, hãy tưởng tượng ra họ, chơi đùa trong vương quốc của họ và mang họ vào trong các hoạt động hàng ngày của bạn. Hãy vui tươi hơn, trở nên giống trẻ con hơn, dành nhiều thời gian trong thiên nhiên hơn, có nhiều niềm vui hơn. Hát, nhảy múa, cười đùa và vui chơi, bạn sẽ thấy sự tự tin của mình kết nối với ít nhất một tiên nữ, và đó sẽ là một trong những hướng dẫn từ tiên giới của bạn. Nhiều người trong số chúng tôi biết điều này là đúng, bạn sẽ thực hiện được các kết nối với thần tiên và sau này sẽ sớm diễn ra hơn. Chúng tôi là hội đồng ánh sáng người Arcturian, và chúng tôi rất vui được kết nối với các bạn. Chia sẻ với tình yêu thuần khiết và lòng biết ơn vô hạn. Dương Thị Quỳnh Châu. Ảnh, ánh sáng của các tiên nữ cổ xưa. Ha ha ha,